chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một cái anh chàng, một cái nhân vật rất là đặc biệt. Thì anh ta còn rất là trẻ và công việc của anh là thợ cắt tóc. Nhưng mà trong suốt gần 2 năm qua thì anh nhín chút thời gian ở góc đường Cống Quỳnh và Trần Hưng Đạo, quận Nhất, để mà cắt tóc miễn phí cho tất cả mọi người. Đó, đây trước mặt của mọi người, đây là cái chỗ cắt tóc của anh. Bây giờ mình sẽ qua đó trò chuyện thêm một chút về anh. Hôm nay là cuối tuần nên là rất là đông mọi người tới đây cắt tóc. Vì ảnh cắt ở đây cũng 2 năm rồi nên là tất cả mọi người ai cũng biết, từ sinh viên cho tới người lao động cũng như là dân văn phòng. Rất là đông. Đây là những cái học viên của anh. Đó. Mọi người đây nè, đây là cái anh tóc vàng vàng đây, là anh cái anh người ảnh anh đứng ra. Chụp hình chưa? Chụp hình chưa? Chứ là lão tóc cao đẹp rồi. Vuốt quá rồi, anh đẹp trai. Cái cần ở đây là chậm. Đây. Anh tên anh Khải. Anh Khải. Đó. Lê Văn Khải. Đây, anh Khải. Mình cắt ở đây được 2 năm rồi anh Khải. Dạ, hôm nay mình cắt ở đây là được 2 năm rồi. 2 năm. Anh cho mọi người biết là sao mình có cái ý tưởng này anh Khải, cắt tóc không lộng nè. Dạ. Em lúc trước thì khó khăn. Thì em với anh em thợ thì ra ăn cơm từ thiện ở đây nè, cơm nụ cười mới. Mình ăn cơm từ thiện rồi mình thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn ấy. Dạ. Cái bắt đầu anh em mới đưa ra ý định là giúp đỡ mọi người. Dạ. Yeah. Cơm của họ thì mình sẽ giúp được lại họ. Dạ. Yeah. Cái chi phí cắt tóc. Dạ. Yeah. Một đầu thì cũng cắt ở ngoài một đầu bây giờ cũng đã 40-50 ngàn rồi. Dạ. 40-50 ngàn đối với lại những người bình thường họ kiếm thì nó dễ đơn giản, nhưng mà đối với lại những người khó khăn, người nghèo, người già, người lao động rồi đó ha. Dạ. Yeah. Rất là khó. Giúp ích cho người ta được cắt ước một phần nào đó trong cuộc sống. Dạ. Làm thì cảm thấy vui, giúp ta giúp đời sẵn giúp mình luôn. Dạ. Là bắt đầu là không có nghĩ tới là chỉ ăn cơm 2 ngàn quán nụ cười đây, tất cả mọi người ai cũng biết là số 6 nè, số 6 Cống Quỳnh đó. Thì anh thấy người ta bán cơm 2 ngàn thì anh cũng ra cái ý tưởng là cắt tóc miễn phí cho người lao động. Đúng rồi, gặp ở quận Nhất nữa, những cái đầu cắt là cũng 30-40 ngàn rồi. Ủa, mình cắt ở đây là từ mấy giờ tới mấy giờ anh Khải? Cắt tầm 11 giờ đến khoảng tầm 1 giờ mấy thì hết khách. Dạ, là tầm khoảng 3 tiếng. Dạ. Tầm khoảng 3 tiếng. Dạ. Là từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Cắt chỉ 3-5-7 thôi. 3-5-7. Cắt đúng giờ luôn. Dạ. 3-5-7 từ 11 giờ trưa cho tới hết khách là có thể là gần 2 giờ chiều. 1-2 giờ chiều gì đó. Đây là rất là nhiều cô, rất là nhiều chú đang đợi cắt tóc của anh Khải. Chú cho con hỏi là chú đợi lâu chưa? Mới tới. Thì chú biết anh Khải cắt tóc ở đây lâu chưa? Chưa biết. Mình là dân địa phương khác lại. Hay. Dạ. Chú ở địa phương khác tới. Dạ. Dạ. Thôi chú đợi cũng lẹ mà ha chú. Khoảng vài phút nữa là xong rồi. Dạ. Chú cắt của anh Khải đây lâu rồi chưa chú?
Không, cần 2 lần rồi. 2 lần ha. Dạ. Chú cũng biết cái lịch ở đây rồi ha. Dạ. Nói chung là cũng nếu mà cái tiền cắt thì tính ra thì mình cũng đỡ phần nào ha chú, nói về cái người lao động. Dạ. Cách mạng không có làm ra tiền. Dạ. Quỹ gì làm ra tiền. Dạ. Rồi hai cái đất đắc là cũng như tôi học được bài học. Dạ. Vì tôi chính quỹ mà. Dạ. Cái thời gian mà cắt khoảng 2 năm nay thì có những cái kỷ niệm gì không anh Khải? Những kỷ niệm gì vui buồn thì có thể kể cho mọi người. Thì trong cái khoảng 2 năm nay thì cái buồn thì có nhiều người họ cũng giống như là ảnh hưởng thì họ cũng nói khéo mình là mình nên về chỗ đi. Lý do? Cũng dạng tóc tai là người ta cái đó cũng đúng rồi. Mình cắt thì vệ sinh hả? Vệ sinh hả? Dạ. Thì mình cũng quét dọn sạch sẽ thôi, những cái vấn đề nó sót lại một ít thì không thể. Dạ. Nhiều người có thể người ta không thấy, người ta nhìn, người ta cảm thấy người ta bị ảnh hưởng gì thôi. Dạ. Chứ nhưng... sự mà kiếm ra tóc thì nó cũng khó. Tại vì là anh em cắt xong cả em quét dọn sạch sẽ hết. Cái đó là những phần ít thôi, còn đa phần thì người ta ủng hộ anh rất là nhiều. Đúng rồi. Thì cái niềm vui thì có mình cắt xong có nhiều người ta nước nôi và cho trái cây hay là người ta nói chuyện vui vẻ, nói chung là người ta gặp mình người ta vui vẻ, người ta cảm thấy biết ơn mình vui. Còn những cái hoàn cảnh này anh có gặp với những hoàn cảnh nào mà gọi là khó khăn mà cắt tóc gì không, ví dụ như mấy cái chú mà tật nguyền hoặc là đó. Thì người nghèo ở đây với là những người tập nguyện thì rất là nhiều. Bây giờ mà nói thì rất là nhiều luôn. Có những người mà không thể ngồi lên được tới cái ghế để cắt tóc, người ta phải ngồi chiếc xe lăn. Thì mình phải cắt trên chiếc xe lăn. Cắt xe lăn luôn. Dạ. Ở đây cái hoàn cảnh khó khăn rất là nhiều. Rất nhiều đúng rồi. Tại vì em có một lần em qua em quay quán cơm bên Nụ Cười rồi thì em biết, em có tiếp xúc rất nhiều. Mưa là chắc đâu có cắt được. Gặp nay tháng này tháng mưa. Mưa thì nép vào trong. Mình nép vào. Dạ. Sát vào. Mưa mình không cắt. Dạ. Anh có dự định là sẽ tìm thêm một cái điểm thứ hai, thứ ba nữa không? Mình nói thì tạo ra được một địa điểm để mình có thể đứng cắt thì rất là khó. Thì hiện tại mà nói cái mặt bằng làm ăn thì của người ta thì không có ai để không hết, không ai để trong. Có một cái chỗ để đứng để cắt mà không ảnh hưởng tới người khác thì nó thực sự rất là khó. Đúng rồi, nói về Sài Gòn đó đúng không? Dạ, cho nên để có một cái hẹn điểm mới thì thực sự là không có được hỗ trợ nhiều. Đúng rồi. Cũng rất là mong nhưng mà không có thời gian, với lại phải thì anh đã nói là mình thời gian thì mình có thể sắp xếp được, bởi vì mình dành ra vài tiếng vào một buổi trưa thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái nơi để mình có thể đứng được. Đúng rồi. Để mà mình làm cái hoạt động này. Đúng rồi. Tại vì mặt bằng giờ là cho mướn không à, hiếm lắm. Học viên nhiều quá ha, học viên nhiều. Chú cắt đây lâu chưa chú? Cắt đây cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Khoảng mấy năm, một năm chưa? Mà gần năm à. Năm rồi. Chú gần đây hả? Cũng ở gần. Dạ. Nói chung là cũng thì nãy cũng nói rồi đó, cũng là đỡ một phần nào đúng không chú? Đó. Đúng là ngoài giờ là cũng hết, cũng là 40 mấy ngàn. Dạ đúng rồi.
Chứ lại ở đây mấy em nhiệt tình rồi không có chờ đợi nữa. Đúng rồi, tới là mấy anh em đây là làm liền không à. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. À, như chú này thì chú bảo vệ nè, chú bảo vệ này tranh thủ nghỉ trưa ra đây cắt tóc rồi cạo mặt. À, em tính trung bình là một ngày là 3-5-7, nhưng mà một ngày cắt là khoảng bao nhiêu đầu vậy anh Khải? Dạ cũng tùy ngày, một ngày có lẽ có ngày thì tầm hai mấy ba mươi. Vậy tính ra trung bình là một tuần ít nhất khoảng 50 cái đầu. Dạ, đó. Đó. Lúc trước còn khó khăn, còn giờ là công việc ổn định rồi, bắt đầu với làm mấy cái thiện nguyện mà trong cái khả năng mình. À. Anh cắt được bao năm rồi anh Khải? Từ học nghề tới giờ. À, em hả? À, em trước thì em đi làm công việc lung tung xe bé đó. Dạ. À, rồi em không có học nghề. Dạ. Năm nay thì em đi làm lung tung gì đó rồi dạ. Lấy đầu anh em ra tập thôi. Dạ. Làm giữ xe, làm bảo vệ, phục vụ, rồi bưng bàn các kiểu. Dạ. Nhưng mà mình làm, lúc mình làm thì mình lấy đầu anh em ra mình làm cắt. Dạ. Từ từ cái có nghề rồi, cái thấy thích luôn. Dạ. Cái nói chung mình thích trước rồi, thích trước rồi. Thích nghề cắt tóc là lâu rồi. Dạ. Rồi bắt đầu mình mới giỏi rồi mình kiếm mình để dành được mình dùng được một thịt vốn ở tiệm. Dạ. Rồi lúc đó thì khó khăn quá mới qua bên kênh từ thiện ăn. Dạ. Nói chung là đi từ đôi bằng tay trắng thì thực sự nó rất là khó. Dạ. Mình phải ăn cơm 2.000 để tiết kiệm. Đúng rồi. Thì qua bánh ăn rồi bắt đầu mới thấy cô chú bác cũng khó khăn. Thì từ lúc đó thì mới có cái công việc này. Dạ. Công việc là đi cắt giúp đỡ. Dạ. Những người cắt tới đây là đa phần là người lao động với sinh viên. Dạ. Lại dạ. Những người già neo đơn. Dạ. Lấy mấy cái nước nóng. Để bầm. Bầm bỏ nước. Ở đây là cái đồ nghề của mấy anh em đây. Để theo cắt đây. Đồ rất là sạch sẽ, mới sạch sẽ. Ủa em, mấy cái đồ nghề này là mỗi người một bộ hay sao, hay là xài chung hết? Mỗi người một bộ thôi. Một bộ. À, có thể xài qua xài lại được. Dạ. Em đi theo anh Khải lâu chưa? Dạ, đi theo Khải cũng được 2 tháng. 2 tháng nè. Đây là đúng không? Đây ngoài cái cắt miễn phí là còn tạo công ăn việc làm cho mấy anh em nữa. Dạ. Đúng không anh? Dạ, dạ. Em thấy mấy em còn trẻ rồi đó, ví dụ như thay vì cái thời gian này mấy em vô mấy cái tiệm net phí thời gian này nọ các thứ. Dạ. Đó, học làm ăn. Đó. Thì mình ra đây cắt thì mình giúp đời. Dạ. Thì trước mắt là mình giúp cho người ta. Thứ hai nữa là anh em được cái gọi là tay nghề. Đúng rồi. Học từ thiện nó giúp nhiều thứ. Dạ. Có lợi. À, thấy mấy em trẻ không à? Dạ. À, có nghề rồi là được rồi, ok, gia đình cũng mừng. Tại mình đã bước qua hết rồi, cái gì mình cũng rành về cái này ha, đúng không? Dạ. Dạ. Nên đó, thật sự mà nói thì tuổi trẻ nên biết phấn đấu. À. Sống này mình mà phí thời gian của mình thì không khác gì là mình bán đứng tương lai. Đúng rồi. Mình còn trẻ mình nên biết phấn đấu. À. Nói chung là đam mê. Không, chứ nhìn anh hất khéo á, mới mà anh
học mấy tháng rồi anh? Bao lâu rồi? Mới học. Mới học hả? Nói đi rồi. Không, nhìn cái nhìn anh thấy là em thấy anh cắt nhìn thấy. Nói chung là anh Khải ở đây dạy cũng rất là nhiệt tình, rất là có tâm, cho nên là anh em nắm bắt rất là nhanh. Dạ. Khi mà anh truyền đạt đó là truyền đạt hết, cho nên là. Dạ. Nhắc lại với mọi người là cái ngay chỗ cái chỗ anh Khải cắt là Cống Quỳnh với lại Trần Hưng Đạo ngay ngã tư quận nhất, cắt từ thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 11 giờ trưa cho tới khoảng 1 giờ 2 giờ chiều, khoảng 3 tiếng. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn anh Khải rất là nhiều nha anh Khải. Dạ. Chúc anh được nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công tác thiện nguyện nha anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ.